Chào các bạn, rất vui khi các bạn quay lại với kênh Long Việt. Thì trong video hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn mới làm YouTube những thuật toán YouTube, những cách làm YouTube chuẩn nhất từ kinh nghiệm của mình để phát triển một kênh YouTube tốt nhất. Nếu như các bạn hiểu đúng những cách làm này thì mình tin rằng kênh YouTube của các bạn sẽ phát triển tốt hơn và bền vững hơn. Điều đầu tiên và cũng như tất nhiên các bạn phải làm là khi các bạn mới tạo một kênh YouTube mới, các bạn phải thiết đặt đầy đủ cho kênh của mình như ảnh đại diện, banner kênh, viết mô tả giới thiệu về kênh của mình, thêm liên kết kênh, v.v. Thì sau khi các bạn thiết đặt đầy đủ cho kênh của mình xong, thì phần tiếp theo là nội dung video. Đây là cái phần quan trọng nhất để phát triển một kênh YouTube. Vì vậy, kênh của các bạn có phát triển hay không thì nó tỷ lệ thuận với nội dung video của các bạn. Nếu như nội dung video của các bạn dở thì người xem sẽ bấm vào và thoát ra ở phần đầu video. Và nhiều lần như vậy, YouTube sẽ nghĩ nội dung video của các bạn không hay. Từ đó YouTube sẽ bóp hiển thị video của các bạn. Cho nên điều quan trọng nhất để phát triển một kênh YouTube của mình là các bạn phải đầu tư vào nội dung video của mình để giữ chân khán giả xem video. Và các bạn có thể vào xem cái phần phân tích của video ngay cái tỷ lệ giữ chân người xem để các bạn biết được cái tỷ lệ giữ chân người xem của video mình như thế nào để cải thiện nội dung video của mình. Sau khi các bạn có cái nội dung hay cho cái video của mình, tiếp theo là tiêu đề video. Là khi các bạn đăng video lên kênh của mình, việc các bạn làm là viết cái tiêu đề cho video của mình cho hấp dẫn, có sự tò mò để lôi cuốn khán giả click vào xem video của mình. Ví dụ như các bạn làm về ẩm thực, thường cái tiêu đề sẽ như thế này: lần đầu làm món gà hấp xả và cái kết. Thì đây chỉ là ví dụ về cái chủ đề cũng như loại video. Còn các bạn làm về cái chủ đề gì thì các bạn cố gắng tìm kiếm, viết cái tiêu đề cho video của mình thật là hay và lôi cuốn nhất. Nhưng các bạn lưu ý, nội dung tiêu đề phải có trong nội dung video của mình. Có nhiều bạn cố gắng thêm vào cái tiêu đề video của mình thật là lôi cuốn, thật hot, thậm chí có những tiêu đề giật gân nhưng không có trong nội dung video của mình. Khi các bạn làm như vậy, khán giả sẽ click vào xem video. Khi xem xong một đoạn, khán giả thấy nội dung của video không liên quan tới tiêu đề và khán giả của mình cảm thấy bị lừa gạt và thoát ra không xem video của mình nữa. Cứ như vậy, dần dần các bạn sẽ mất khán giả của mình. Và quan trọng hơn, việc nhiều khán giả thoát ra từ đầu video khiến cho YouTube nghĩ rằng nội dung video của các bạn không hay, có vấn đề, hoặc là nội dung câu like, câu view. Từ đó YouTube sẽ bóp lực hiển thị của video của các bạn. Và càng nhiều video trên kênh bị YouTube đánh giá như vậy thì lúc này YouTube sẽ đánh giá kênh của các bạn có tiêu đề câu like, câu view không trung thực, dẫn đến kênh của các bạn sẽ không phát triển được. Kết luận là dù có muốn câu like, câu view thì nội dung tiêu đề phải trùng khớp với nội dung video của các bạn. Tiếp theo là ảnh thu nhỏ video, tức là ảnh đại diện video của các bạn. Thì ảnh thu nhỏ video cũng tương tự như cái tiêu đề video. Một khi đã làm YouTube, bắt buộc các bạn phải học cách làm cái ảnh thu nhỏ sao cho đẹp mắt, hấp dẫn và lôi cuốn khán giả click vào xem video. Theo thống kê thì rất nhiều khán giả click vào xem video khi chỉ mới nhìn vào cái ảnh thu nhỏ của video. Cho nên các bạn phải làm cho mình được những cái ảnh thu nhỏ video đơn giản, đẹp mắt và hấp dẫn nhất. Và lưu ý là trên ảnh thu nhỏ, các bạn không ghi quá nhiều chữ. Các bạn nên ghi những cái từ chính mà lôi cuốn là ok. Và cũng tương tự như cái phần tiêu đề video, nội dung trên cái ảnh thu nhỏ cũng phải trùng khớp với cái nội dung video của các bạn. Nếu như khán giả click vào xem và thoát ra khi cảm thấy bị lừa thì các bạn sẽ mất khán giả của mình. Và nếu vi phạm nhiều lần như vậy, lúc này YouTube sẽ không đề xuất video của các bạn nữa, thậm chí là tắt kiếm tiền nếu như kênh của bạn đã bật kiếm tiền. Tiếp tục là gắn thẻ tag cho video. Có rất nhiều bạn không quan tâm hoặc thậm chí không gắn thẻ tag khi đăng video lên. Đối với những kênh lớn, họ đã có một lượng sub nhất định nên việc họ không gắn thẻ tag cho video, nhưng video của họ vẫn đề xuất và nhiều lượt xem là bình thường. Nhưng với những kênh nhỏ, nếu như các bạn không gắn thẻ tag cho video hoặc là gắn không đúng là một sai lầm lớn, vì đây là phần quan trọng nhất để YouTube đưa vào tìm kiếm và đề xuất những nội dung liên quan. YouTube dựa vào thẻ tag để biết được nội dung chính trong video của các bạn. Từ đó YouTube sẽ đề xuất với những khán giả đang tìm kiếm những cái chủ đề tương tự. Vậy cho nên, nếu như các bạn không gắn thẻ tag vào video thì YouTube không thể hiểu nội dung video của các bạn. Từ đó YouTube không thể đề xuất video của các bạn tới những khán giả đang tìm kiếm với những cái chủ đề liên quan. Nhưng cũng giống như tiêu đề, ảnh thu nhỏ, các bạn cũng không được lạm dụng. Các bạn chỉ thêm những từ khóa liên quan tới nội dung video của các bạn. Ví dụ như video của các bạn làm về chủ đề ẩm thực gà nướng, nhưng nhiều bạn đưa những cái từ khóa hot không liên quan như làm vlog
ADN, sinh tồn, v.v. chèn vào video, dù cho video của các bạn làm về gà nướng. Khi các bạn làm như vậy, sẽ làm YouTube cho rằng bạn đang cố tình spam từ khóa, dẫn đến mất đề xuất, thậm chí là tắt kiếm tiền. Vậy nên, để được YouTube đề xuất, tốt nhất các bạn thêm những từ khóa liên quan đến nội dung video của các bạn, nhưng tránh lạm dụng quá nhiều. Ví dụ như trong một từ khóa, YouTube cho mình 500 từ, các bạn nên thêm tầm 300 từ trở lại là ok. Và các bạn thêm cái từ nào là chắc cái từ đó trùng với nội dung video của mình. Tiếp theo là phần mô tả video. Đây là phần cơ bản nhất. Có nhiều bạn không quan tâm nên không đánh phần mô tả cho video. Nếu như các bạn không thêm cái phần mô tả cho video thì YouTube không thể hiểu được cái nội dung video của các bạn, từ đó sẽ không đề xuất video của các bạn tới những khán giả đang tìm kiếm với những cái chủ đề liên quan. Ví dụ video của các bạn làm về gà nướng nhưng các bạn không đánh vào phần mô tả, và có một kênh YouTube khác cũng có video về gà nướng nhưng họ đánh cái phần mô tả, lúc này YouTube sẽ đề xuất mạnh video có phần mô tả gà nướng, còn video của bạn sẽ ít hơn vì YouTube cho rằng video của các bạn ít liên quan tới gà nướng. Vậy nên video của bạn làm về cái nội dung gì, các bạn cố gắng thêm đầy đủ vào cái phần mô tả của video để YouTube dễ dàng nhận biết cái nội dung video của các bạn và đề xuất tới những khán giả đang tìm kiếm video có cùng chủ đề. Đó là với những bạn không thêm cái phần mô tả vào video. Nhưng ngược lại, có những bạn lại chèn quá nhiều từ khóa vào cái phần mô tả, đặc biệt với những từ khóa không liên quan đến nội dung video. Lúc này YouTube sẽ cho rằng mình đang ban từ khóa, dẫn đến video mất đề xuất. Tóm lại, để phát triển tốt nhất cho kênh YouTube của mình, các bạn cần có cái nội dung video hay, cùng với đó là tiêu đề, ảnh thu nhỏ, thẻ tang và mô tả. Ngoài yếu tố hấp dẫn và lôi cuốn, các bạn phải thống nhất theo cái chủ đề, nội dung video của các bạn. Nếu như các bạn làm đúng những điều trên, mình chắc chắn sau một thời gian, kênh YouTube của các bạn sẽ phát triển. Sau khi các bạn làm tốt những điều trên, nếu như các bạn có điều kiện, các bạn có thể chạy thêm quảng cáo ADS để quảng cáo kênh của mình và hỗ trợ phát triển kênh tốt hơn. Có nhiều bạn mới làm YouTube rất là nôn nóng, các bạn ít chú tâm vào nội dung video, tiêu đề, ảnh thu nhỏ, thẻ tang để phát triển kênh, mà các bạn tập trung vào làm sao để đạt được 1.000 sub và 4.000 giờ. Đương nhiên, việc đạt 1.000 sub, 4.000 giờ nhanh thì cũng tốt. Nhưng khi các bạn mới làm YouTube, các bạn phải dành nhiều thời gian hơn để đầu tư vào nội dung video, tiêu đề, ảnh thu nhỏ, thẻ tang. Nếu như các bạn làm tốt, thì sau một thời gian, kênh của các bạn sẽ có 1.000 sub và 4.000 giờ. Còn nếu như các bạn dành thời gian quá nhiều để sub chéo hay là sử dụng ứng dụng tăng sub để đạt 1.000 sub để đủ điều kiện bật kiếm tiền cho kênh, thì các bạn phải chấp nhận một điều là sau khi bật kiếm tiền, các bạn cũng khó có thể kiếm được tiền vì những ứng dụng tăng sub hay là đi sub chéo. Người ta chỉ dùng những tài khoản phụ để đi sub chéo với nhau để cho đạt được 1.000 sub, chứ không ai xem video của các bạn. Lúc này mặc dù đã bật được kiếm tiền, nhưng các bạn cũng phải làm lại từ đầu là đầu tư vào nội dung video, tiêu đề, v.v. để thu hút những khán giả thực sự của mình. Qua những điều mình chia sẻ trên, các bạn có thể tự lựa chọn hướng phát triển kênh của mình sao cho phù hợp và tốt nhất. Chúc các bạn thành công trên con đường làm YouTube của mình. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2022, đã bước sang năm mới. Năm vừa qua, các bạn đã phát triển kênh của mình như thế nào rồi? Chúc các bạn bước sang năm mới thành công hơn với niềm đam mê trên con đường YouTube của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Lâm Việt.